là còn 40 giây nữa sẽ qua ngày. Ê, vậy là con tè hết phút viên rồi ngon. À, gì vậy? Chưa, vẫn còn 6 phút cho chú Tiêu. Con này đến 10 phút rồi. Đủ theo, đủ theo. Cứ cầu nguyện đi. Không có nhân đèn nào được, đủ 6 phút rồi. Dạ, để đây là bộ chú Tiêu. Dây đợt này. Thôi làm chết này. Nó bắn là dây mà mất chạy lắm á. Rồi, mình coi được bắn. Lọc. Ngắt con này. Thôi coi tự dậy đây. Là dây à. Không phải là chết này sẽ bắn. Con đồng tiền cho nhiều áo nha mọi người. Đọc nha, đọc luôn. Để đọc xong qua đánh đồng tiền bớt nha. Chuyển bớt tăng đồng tiền đi, chuyển bớt tăng đồng tiền đi. Đâu quá. Ai okay. Hiểu Tiêu chứ, Tiêu đang tăng cái đồng tiền. Là gì vậy chú Tiêu? Chú ý nè. Sắp ra vô. Người à. Cái này không có con, ở bên con kia em coi đâu nha. Ủa, nó bắn hàng. Con lên lọc hành còn 8%. Đánh chết đây, chết này qua đâu. Đánh đi đâu à. Bên thằng đèo á. Ô, bộ bơ đang thấp rồi á. Anh chỉ có đồng tiền, Thôi anh chỉ qua cái tiếp kìa. Cái này thấp hơn nè. Cái dây thôi nha, Cái dây rồi. Là gì à? Rồi nó chết đây. Chết hai con. Anh chết đồ rồi. Đâu. Đấy là gì nha, là gì mất chạy đó. Đó. Nét con tôi bực. Đọc nha. Đọc luôn. Là gì này. Là gì luôn. Nhảy lên. Mày đọc cái này. Má gì chứ. Đọc nữa này. Đọc luôn. Đọc nha. Là gì này. Có đồng tiền đang nhiều máu hơn. Không đồng tiền. À có chết được không? Có chết được không? Không, xem nhau đấy, xem được đấy. Giết đi. Giết đi. Giết được nha. Rồi, thôi lại nha mọi người. Đi xong rồi. Có dài đi. À, đang đánh chết hai con này. Ơi, không chết nha. Thôi lại nha. Đánh chiêu chiêu á. Tôi đánh chiêu rồi. Bút thôi, cứ tăng với bút thôi mọi người đánh được thôi. Chiêu nào quan trọng, chiêu nào quan trọng giữ hết nha. Chiêu đi. Đánh chạy rồi. Chiêu quan trọng này. Thôi làm gì
Hả? Chín dậy, chín dậy, chín dậy, lên đi. Chưa tới lúc không à? Con tè la bút nha chứ không có ngừng ăn cá nha. Móc cái pizza ra chết mẹ luôn. Không không có ngừng ăn cá. Lấy chút phút cái nha. 6 phút rồi kìa. Đó là 38% rồi nha. Anh mọi người ơi, còn 1 phút nữa kiếm anh hồi rồi đó. Từ từ. Bây giờ tao đấy, đại cái đó, rồi. Dừng lại đi, dừng lại đi. Dừng lại đi. Còn 2 con còn 23% rồi. Dừng lại đi. Quýnh khoảng 10% đi. Chịu. Thôi con bên này 10% rồi nha. Rồi con đồng đều với đồng tiền. Đồng đều. Đây là gì? Thôi bên này dừng đi, bên này dừng nha. Hai bên đều dừng luôn đấy. Thôi đồng tiền dừng luôn đi. Thôi dừng đi. Đây. Tận nhà thứ ba cũng ngồi mọi người. Trời, lý. Chuyện hết đi. À, mà thảo chạm cái. Được rồi. Thảo chạm cái. Bọn nó có muốn cắm kiếm cắm như bó kìa. Cắm sẵn như bó. Lát mở lửng đi cái là 20 kiếm vô đầu liền. Rồi anh em kheo kheo tụi em không có tí là vừa. Kheo nha. Kheo nó tới chết là vừa. Nổ độc à. Giết đi. Đánh nó rồi. Bố đây. Ok. Rồi đây. Lấy nhỏ đây nha. Nổ lên nha. Chưa đứng cái này nhận tôi bị cắm đam luôn. Cá thôi. Má em còn 3 tiết tịnh luôn á. Chạy ra cho hết. Bất lợi chạy ra nha. Nhanh. 5 con boss 1. Okay. Thân quen. Sao nghe nói là tăng tỷ lệ rất đô mà mọi người. Chuột đang vào. Xì lại rồi. Nổ rồi. Y sinh chủ quan. Ồ, con thấy cái nghe đồng tiền nè. Anh em đánh góc trên 2 giờ tí mọi người. Góc này chuột nhiều á. Nghe tôi lát rồi. Nè hướng bắn thú ra nè. Gần ra. Nhân thú với sinh vật hoàng mỹ. Hướng nào, ok. Hướng kiếm nha. Hướng kiếm chứ. Giải chip nè. Cái này bắn thú ra. Giải chip được rồi. Rồi, kéo ba xì vào giải luôn rồi. Vậy chắc cứ để vào sinh cho heal thôi ha, chứ đừng ngồi trên ai. Vậy nè. Ừ, cũng ở thằng Nam chứ. Nhưng mà nghĩ là không có cần đó, có cần heal hơn. Vậy nè, coi đi. Chạy nè.
Tao té lại. À, tao bị chạy nha. Đứng dậy đấy. Cô chỉ mọi người. Cô ta nhưng rất thích hương vị người đó. Nhưng cô ta rất thích hương vị người đó. Chị chỉ không? Trong anh em đúng kỹ thuật ở đúng quy trình rồi, còn nước cuối cùng thôi. Có một con rồi đó. Vậy gì đó là 6 giờ nha. Kaeshi, Monte với Hùng Trứng Muối. Mình kéo vô trong. Hết chưa ta? Để chiếc vậy chiếc. Đi bút màu đỏ là giải nha mọi người. Vậy thôi. Màu tím thì đừng nha, màu đỏ là giải. Con thích cái đồng tiền này nè. Đồng tiền dưới nha. Bồ bất thường nha, nẻ đầu heo nha. Má đen kia bị đầu luôn á bự. Dây kìa. Bồ bị bất thường mà. Bơ thấy cậu gì bà 6 giờ nha em. Nè các bạn nè. Bơ hút hai con này nhá để tôi hút cái con lẻ. Đánh con lẻ chứ mọi người, đánh con đồng tiền chứ. Đây tôi lấy con đồng tiền nha. Ôi hai con kia tới đây rồi. Đó, đứng dành thôi. Ok. Cái chiều bự nha. Ai không kêu chạy thì đứng dưới sân đi nha. Đánh đi có tí bảo chạy là chạy trước luôn nha. Bút chip lại độc hành không có giải đâu. Cho bút tới cái được. Chạy đi kìa, chạy trước đi. Mà lên xe mất tiêu liền. Bóp con xé gió đèn chó mất tiêu. Lần nữa. Chạy. Vừa thả nhả con ra là có chuyện rồi. Con bên này nó nằm à. Để cảnh sát được. Cảnh sát chia bự nha. Xong xe rồi nha, xong xe một con nha. Xong có phải tắt hai con rồi không hay là xong phải tắt rồi đúng không? Không. Nó giảm đam mà bà. Con xe gió, bóp con xe gió hai vòng rồi nha. Ê cái vòng đi. Giảm đam. Làm gì cái giảm đam. Biến mất liền. Rồi chia một con đi, thằng Nha chồng một con, Nha tao một con đi. Xin chip rồi. Rồi xin chip rồi. Đánh con nào trước nè. Các con bên bờ, các con lại, nó lại gần nhau được. Khách tờ này. Đánh con này vậy sai, con hiệp nhau chị. Đánh đồng tiền trước, đánh con hàng ngay trước. Hết đồ xin nha, anh em hết đồ xin rồi nha. Anh em bình tĩnh đây nè. Nó ngã mọi người, không tí luôn nè. Hai con cùng ngã kìa. Rồi, ok. Thằng nghe, bây giờ đọc hành giải không? Chạy đi. Chị chết, làm sao? Cứ đánh con đồng tiền nha. Thì nào tôi bảo chạy thì chạy trước luôn đi, đừng có chờ. Bởi vì là lúc đấy là nó đang không, nó đang dùng cái chiêu lướt vào. Hồi nãy là hai con hai đầu. Hồi nãy con kia nó lướt tới, khó. Mình muốn khó. Ngã nha, em đang ngã nha. Hồi nãy là hai con đánh lộn. Con là cái đánh chí mình đó tiền. Con kia khôn phải. Cái con thứ hai này. Con kia chịu. Chạy. Một con xe gió kìa. Rồi mày tới con chịu mày. Mày. Anh em mày chết rồi con. Mày đánh tao đâu mày con quỷ. Đâu quá. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh mọi người đâu quá. Chuyện kể ra cái gì mà. Đúng rồi, cho nó đánh tới giờ.
chạy tao lên không được đâu. Chị cũng kể rằng hóa giật máu kinh vậy. Nó đọc thành chú gì ghê quá vậy mọi người. Nó đang cần 200% vết thương. À! Nhầm bà 200% vết thương. Còn ai thay mà em? Không, 200 là con cũng chết chỗ. Con thú nhân này thì không, con thú nhân này không chạy. Chạy đúng rồi nhỏ ơi. Đó, nó còn đau đúng lúc giết lại cái lướt sóng luôn, đã vậy. Cứ tới giờ là lướt sóng mà đi rồi. Lướt mắm kìa. Sao rồi? Má còn lướt máu luôn, sợ bãi. Mày hả mày? Mày sao mày đánh lâu lâu rồi đấy? Mày kìa đâu tính rồi. Qua đỏ nè. Bơ đủ stat thì dính vô nha. Bây giờ đem ra trước như này. Em đang đứng 20 mét này. Cái này cái vòng băng đó là mọi người. Vòng băng nó đổ máu á. Bơ đi vô đây nha, bơ vô 12 mét đứng luôn. Vô 12 mét đứng luôn. Không ăn tắt nữa. Bơ đứng sáng mọi người, bơ 2 tắt thôi. Chủ tiêu tránh cái đuôi nữa nè. Anh là né né cái kiểu anh lúc lắc quá. Nhớ đi vòng băng nha. Nữa hả? Nó ơi, núp vô xíu đó. Nó ơi, núp vô xíu. Rồi, ai đi ra, ai đi ra giùm em với này. Con tè đây. Con tè. Con tè, đi ra sang con tè. Đi ra tầm 20 mét thôi nhá. 19 mét à, 19 mét à. Con tè được ăn một cái nữa nha. Con tè xong tới sinh con nha. Tè ăn được một cái. Con tè ăn cái nữa tới sinh con. Bên đây ra nè. Ui, con này cắn kìa. Bang chưa đánh rồi, chưa đánh rồi, đánh được chưa? Nó có một con đánh đi, đánh đi, đánh đi, né ra chứ, bố lóc rồi, cho có chỗ từ từ né chứ. Rồi, tôi để con này ngoài. Rồi, hai này nè, đi vô nè, hai con cho chết nữa. Cứ kéo vô đi hả nha, không đủ đam chết nữa đâu. Còn nói chết rồi đi. Trên con cái má họ đi ra nè. Rồi, ok. Rồi nha. Rồi, từ từ nè, hơi quẹo vậy, hơi quẹo vậy. Bố nó quay đầu nè. Nó đang ăn đi, giảm đam đi. Giảm đam đi mọi người. Mọi người thấy báo đúng không? Rồi, hết mấy cái nít hả? Đi bằng. Rồi, vậy thôi. Cái này là bớt chút này. Con này cái nít ăn nó ngộ quá ha. Ăn hơi xấu quá. Ơ, ô tí rồi mọi người. Nó nằm rồi kìa. Em đang bớt chút này. Thôi tao nét ra chú tiên. Ừ, cái nít kỳ. Ở nhà là tát cái đầu rồi. Đánh nó vô bài bạn 100 ta. Không, tí nữa là 100 rồi, nó tăng ra rồi. Tí nữa là 100 rồi, 50 là mấy trăm rồi, nó tăng ra rồi. Ờ, nó đứng được sức bước rồi đúng không? Đúng rồi, từ bắn bơ 1 rồi. Rồi bơ 2 đi vô. Bơ 2 bà bơ ơi. Bút kìa. Bút kìa. Đó ký chết. Hết mana á. Ờ, đây hai bút này, không hết mana. Tại có 2 bút rồi. Giờ chắc má đang kiểu bất kỳ mà lè cho miếng mana thì sướng nhất mấy. Để là má tại mana của khai sử dụng cuối cùng đi ăn không nè. Cũng bây giờ hả? Giờ ai có bây giờ mana tại Đê bét đứa nào cũng cho miếng cho miếng. Má nó cứ mỗi lần bật bắt hít là bất thường à. Con này sao á? Không, con này tay ngắn đâu. Cái đó, cái chân tử. Con này tay ngắn đâu không được. Trời, hôm bữa em mất tiết tịnh là em đi ra ngoài mà. Rồi, lẹ ra ngoài. Con tè đó. Anh có một tè, sao có sinh cô thôi. Hả, lẹ xong rồi còn quên lóc, còn sinh cô nữa còn nhiều mà. Thừa. Lẹ. Nó nhỏ. Mọi người từ từ nha, ở đây chị mà. Đừng hút hết. Cho... Từng xíu. Lóc rồi, nép qua bên kia chứ đừng lóc. Một con ra rồi, một con bị đẩy ra rồi. Rồi hai tắt luôn. Lôi vô đi thằng này. Cho quái nó qua đây được tí. Rồi, không đam đi anh em ơi, không đam đi nha. Từ từ nghe em. Cái này nữa. Né dưới chân nha, đó mình làm vậy chục lần nữa là ok. Chục lần nữa. Không, 50% là với lại Kalaxi né khúc này ra cho tiêu ấy cái này chứ. Hai bút thái banana nữa rồi. Đi xa không được, đi xa không ra lên rồi. Đi xa có biến, đau quá. Bơ là hứng đi bơ. Ờ, bơ ra rồi. Chết kìa. Mày quá.
mày 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 té rồi. Ờ, có tăng đam bao nhiêu mọi người? À, một tăng là nó tăng 10% đam. Cứ một tăng là nó cắm một con tình. Chứ mà em mọc đồ hóa mà còn 2 con 10.000 nè. Đây, đây, tăng 20% sát thương rồi nha. À, nó tăng rồi, em mới tưởng mình được tăng. Thế là phải đánh nhanh qua cái đoạn con tình đi. Đi vô nè. Phải qua cái đoạn con tình nhanh nhanh thì nó đỡ tăng đam. Vừa bật tay hình lên, con mẹ đó. Chuyện không cửa đi ngay. Vẫn như cũ nha, một đòn nó sẽ phun 2 lần. 2 tăng lượng chiến nha. Ừ, ok, được rồi. Rồi, lẹ ra dưới em nè. Đâu mà con? Lẹ đi. Đâu quá nhỏ rồi, quá nhỏ rồi. Con Nga kéo một con đi. Được rồi, ok, được rồi. Hai đấy. Xong nha. Xong là tôi cho con này vào luôn này. Nhanh, đâm. Cho vào đi. Ok, đâu rồi nhá. Rồi, Warlock ra đi. Warlock mà lá ra rồi, Sakura ai cũng được. Xin cô là Warlock ra nha. Rồi, chuẩn bị giam đam nè. Giam đam đi rồi. Bơ xe đúng không? Bơ xe có hồi sinh bơ thôi. Xe nó lấy mana. Xe nó lấy mana đó. Trời, em tôi xử lý thông minh vậy đâu. Rồi, anh bất ngờ, anh tự hào vậy em à. Rồi, em không nghĩ ra luôn á. Đây, đi bằng, đi bằng. Hết cái rồi nha. Gia đình tự hào quá. Tới được, tăng đam cho ta. Tăng đam cho ta. Cảm ơn kiếp tập luôn nè. À, một tăng đam, ok. Hiểu. Nó bị tiên kiếp xong rồi, chứ xong rồi. Hay quá, đang giữa, đang nửa cái bá dân thức. À, không, có nội lại bá rồi. Mẹ nó, bất thường. Đổi tăng nha. À tăng rồi đúng không? Ok, tôi lấy nha. Ok. Rồi. Tại mình giữa tạng quá nè. Ai làm gặp tai nạn quá ta. Vẫn chưa hiểu là con này mắc nó sao luôn á. Mắc vậy thôi đó. Mấy đen như vậy. Ờ, bơ đã hứng nha bơ. Không, lúc này nó hết phút đầu rồi, chỉ cần né băng thôi. Thế chạy vào giữ đi bơ. Hứng cái bất thường luôn. Phụ. À sai rồi nha. Hình như vẫn còn á, em thấy bơ hàng Nga độc hành. Hàng hai nè, còn á. Giờ để em ra. Em 18 mét đó nha, em đang 18 mét đó. Đứng xích đi. Nổ đam ghê. Cái thằng Nga mọi người. Ôi xin coi, chấm tiêu đây. Tay dày bên kia nha. Tiêu anh miếng. Đâu thế? Đâu quá. Hai búp lại hết mana rồi. Mày lồng với bơ hồi mana rồi. Còn cái xài dễ mấy chú rồi. Thở máy. Cố lên mọi người, làm được. Cắn là tụt mặt rồi vô mấy người. Chơi tụt mặt hồi rồi. Đội tá hàng nha. Có hai thằng ra, hàng đi ra trước mặt nó rồi hắn lấy Ago nha. Nó công nó xoay cái đuôi đấm mọi người á. Ôi. Nè né nha. Tại chú sao né vậy? Dạ. Nhảy ra thôi. Nhảy ra ngoài đúng không? Nó cái gì vậy? Ô. Ô xin độc hành luôn rồi. Để chú nhanh nhanh nhanh. Nó nên để một cái mình bút đi, lỡ bút chết à. Để dành một cái mình xin bút đi, còn mình. Rồi, âm môn. Thôi đây. Lấy. Đâu thế nè. Từ từ, cái gì nữa nè. Lỡ mà tanh vào bút chết thì còn sống được. Bút đi. Rồi, thêm một tanh là cũng hoảng đấy. Xin mấy cái vòng ở dưới chân boss nào, bút ơi. Chết rồi. Thì thả mấy vòng nữa chết được. Thả ba cái vòng dưới chân anh đi. Cô đang hết mana nha. Bơ chờ cho cổ. Nhanh. Rồi còn mình chiếm nè. Hai người khác thôi. Ây rồi, thiên kiếp rồi mọi người. Trời ơi, em. Còn một tiếng đồng tâm à. Có mẹ đồng kia, mẹ đồng chết. Chắc là mẹ đồng chết rồi. Vậy. Mẹ đồng vậy luôn. Chết nhờ, tất 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 nhờ, tất
Thì sẽ đi mẹ luôn nha. Cái này nhiều của Miko. Cho chị tiêu bán rồi, chị bị bắt tiếp rồi. Một tay, một tay, nhấn, 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 một tay. Điểm đen. Ok. Ừ, thì ông, anh phải bắn nhện nữa, anh quay 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 ông đó. Đam, đam rồi, chuẩn bị giảm đam rồi, nhảy lên chết rồi. Đam kìa. Xin tiêu bán một tay, một tay hấp dẫn. Cắt ngoài vậy. Nó còn sâu. Nè, có thở là lên. Thằng Nga lấy trước đi, thằng Nga lấy cái máy chưa? Trứng còn 25% nè, đang lát nè. Lấy miếng cốt đạn chứ thôi. Thằng Nga lấy lên nha, để vượt phòng kia đam. Ừ, thấy con rồng nha. Kìa, nghe lời kìa. Nghe lời thì chết đi mày. Tối rồi mày. Nghe đồ thì nhả cái đồ ra. Nhả tao cáo. Ờ, tao lấy con này. Không, không được, không được cáo. Con này mình chỉ xài được cái quần thôi. Cái giày. À cái giày đúng rồi. Cái này kỳ. Cái giày này kỳ. Hai kỳ, đâu này kỳ cái. Này kỳ tinh tế. Chứ còn 20 giây nha. Giây giả. 2, 13, 14 giây giả nhiều nha. Bây đồng, bây đồng giả giả mate đi. Ok. Rồi Nga lấy con trái đi. Ok ok, thôi mà. Tên này, nó chỉ bỏ vòng xe đam cho chắc nè. Cái ai bị cắn cắn trúng hay còn. Con mày nghĩ đúng 1 giây nó chịu giải kìa. Ủa? Ủa? Nó bị độc chết đó. Đâu, có dòng xe đam mà. Có vòng xe đam mà, bộ cặp cát không chết nha. Nó bị sắt chết đó. Nó không giải đó. Không, hồi nãy thấy nó giải rồi. Vậy là tại nó giải đó. Chứ cái vòng xe đam hay bộ cặp đứng đó mà sao chết được. Không lẽ nó mới chết vậy. Tôi lại có bài nha. Giải kìa. Tôi thấy nó sắt. Có vòng xe đam luôn mày đông á. Thiếu con đâu rồi. Dạ, dạ, dạ. Bỏ cho nó rồi. Tại cái đồ đó tay nó lỡ bị cắn hay quả. Nó dài lắm. Ok rồi. Chồng mà cái gọng cái kiếm hơi lâu nữa. Không không có cái loại này rồi. Thấy đang đứng trước mặt tử thủ đây. Cản cái gì? Bình rượu. Bình rượu thì xanh hiên. Mấy hoa. Mấy hoa lại đỏ. Chụp đâu? Má mất mẹ con chụp. À chút nữa cái khúc kia nhớ nhắc kiếm tầm giấy. Ừ. 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 Ấy là nghe tiêu là tôi quên. Yên tâm, mấy này em không quên đâu, tại em nhớ. Anh đôi lại cái tiền tiết kiệm. Ơ, đây có, đây có. Hai con đứa ấy, hai con đứa ấy. Rồi, rồi, rồi. Đứng đây rồi, đứng đây rồi, đứng đây rồi, để bút, bút tay dài đợi nha. Rồi, đứng sang tiết kiệm. Anh có làm gì đâu. Đây có cái độc. Độc quá mọi người. Được chưa, cái con kia. Con kia nó đứng, con này thì đỡ được, con này thì đỡ được. Được luôn, có cái bẫy đỏ nè. Đỡ giùm bên bên phải. Từ từ nha, em kỳ giảm đăng, kỳ giảm thanh nha. Ôi xe tế. Kỳ giảm bẫy đỏ. Nè nè nè, nó khó, mã ngay đây nè. Ờ, ra đây là chơi được rồi. Từ từ, từ từ. Thôi xin luôn đi. Giảm đăng, giảm đăng, giảm đăng, giảm đăng, giảm đăng, giảm đăng, giảm đăng. Á, mở bọc luôn á. Thầy chết không biết nói gì luôn á. Rồi, ok. Lại nè, bư bư lại. Cũng tiên dí cái mini trước này, giảm, giảm hết rồi chết đăng. Vậy đúng không? Không lẽ, ok, còn đi tới cũng không. Vẫn còn mini nha, vẫn còn mini nha. Mình đang bắn nha. Cái một mình bắn là 50 tắc. Rồi lên đây, thằng Nga tắt nè. Bây giờ bước ra đội. Rồi, ra đó. Bước ra đội. Thằng Nga ra chỗ bự đi. Ok, ok. Đi bên trời sẵn không? Bước đi vào. Xem là có đổi được. Còn 25 giờ nữa chứ bị giảm đam nha mọi người. Đó chiêu ơi. Giảm đam mà giảm đam. Giảm luôn đi, giảm luôn đi. Vào đi, vào đi. Quá nhanh đi. Rồi những cái quay lại là bên là em thấy giảm đam rồi đấy. 50 giờ nữa là cũng xong nha. 50 giờ nữa cũng xong nha. Để em đi. Ổn đi mọi người.
Thế thì tôi chịu thêm một lần nữa xong rồi bự dự bự nhá. Là tăng sao là bự chỉ được thêm 50 tắc thôi. 20 giây nữa có kiếm tâm nhá, 20 giây nữa có kiếm tâm nhá. Còn nhà lấy là rồi. 15 giây nữa giẫm đạp đó. Thôi đọc đâu đâu. Chiếc vòng xe đam bự chết luôn hả? Cái bạn nói 200 nè. Nó quá đam sao? Chiếc bự vòng xe đam cho. Ủa sao lại 200 luôn nữa? Ủa con cho bài biết cái lại đi. Thằng Nga cũng 200 luôn nữa. Cái này được. Bứt được luôn rồi. 200 là trước nè. Chúng ta biết tao đánh luôn. Được. Đó đây. Thằng Nga lớp vòng xe đam nha. Lớp được cái vòng bự thằng Nga. Cố lên. Ê ơi, 3% tao là hùng không mẹ tiên tao đúng rồi. Mày, mày. Dễ. Ô, sao mà đó mình bị 200 tắc ta. Ơ, à, Chip thấy thằng Nga rồi bự cái kiểu mình bực cái bông xe đam luôn. Quá ơi, cũng chết luôn, bất ngờ. Lại thêm một con boss mà vẫn chưa hiểu sao qua mọi người. Ơ. Này đúng tai nạn nè.